Từ nay có một số thính giả buộc tội là ông Nguyễn Ngọc Lập nói lan man, nay tôi nói ngắn thôi nha, mà tôi tin là quý vị không hiểu. Hành động mà nhân đạo nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam á, là tha chết 1.200.000 quân nhân ngày 30 tháng 4. Hành động nhân đạo nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là giam Đại úy Nguyễn Hữu Cầu 37 năm, Thiếu úy Ngọc Lập 10 năm và Thiếu tướng Lê Minh Đạo, Lý Tòng Bá ít nhất 21 năm. Đó là hành động nhân đạo nhất, là vì để như vậy, để họ nhận ra tội của họ. Nhưng hành động tàn nhẫn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là đưa mẹ nấm, luật sư Cù Huy Hòa Vũ, điếu cày đến Mỹ. Kính chào quý thính giả trong và ngoài nước trên hệ thống Bảo Trâm Việt Vision. Hôm nay á, tôi thấy rằng chúng ta tốn quá nhiều thời gian cho những công việc vô bổ mà chúng ta không chịu nói về cái thực tế nhân sinh bên Mỹ, rồi đến cái thực tế cuộc sống của người dân tại Việt Nam. Thì theo tiến sĩ Lê Thẩm Dương cho chúng tôi biết á, thì ở Việt Nam cứ mỗi một năm á, nó có 300.000 sinh viên ra trường mà bị thất nghiệp. Còn ông Đại tướng Tô Lâm á, cho biết á, nếu mà muốn làm sạch như Singapore đó, hay là không còn ma túy nữa đó, thì cái người công an khu vực đó phải biết được những điều mà người dân đã biết. Mà điều quan trọng hơn nữa đó là khi người công an khu vực biết rồi mà không làm đó, đó mới lại là vấn đề. Thế bây giờ chúng ta biết được 300.000 sinh viên tại Việt Nam ấy, nó không có công an việc làm. Chúng ta biết cái đó, nhưng mà chúng ta không giải quyết được nó. Như vậy chúng ta trí thức để làm gì? Đấy là mà là câu hỏi. Thế hôm nay thì tôi xin được nói về cái riêng của tôi. Và nếu quý vị đến giờ này mà không biết được đây là chương trình độc thoại Nguyễn Ngọc Lập, nó nói liên thuyên không vào chủ đề, xin quý vị cút hộ. Quý vị hãy dùng cái quyền tự do của mình. Quý vị phê bình chúng tôi nhiều lần. Quý vị có quyền tự do mà sao quý vị cứ coi hoài vậy? Vì quý vị có điên không? Người đàn bà người ta đau bụng đẻ người ta đi vào bệnh viện, chứ người ta đi đâu vào nhà thương điên đâu. Vậy quý vị không biết quyền sử dụng quyền tự do của mình, đi coi chương trình Nguyễn Ngọc Ngạn đi. Nguyễn Cao Kỳ Duyên đó, nó quay ở Las Vegas nhìn xuống nhìn lên. Nó có cả clip đó. Coi Nguyễn Ngọc Lập làm gì? Quý vị bị điên và quý vị không biết sử dụng cái quyền tự do của mình. Tôi nói với mấy đứa cháu tại Việt Nam, sao con không tập trung, con học đại học đi, con cứ quan tâm cái này cái nọ rồi lớn lên có ai trả tiền nhà cho con. Cho nên cái vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta phải biết những điều mà chúng ta cần phải biết. Chẳng hạn như khi giờ chúng tôi nói về vấn đề công giáo, tôn giáo của chúng tôi đó, Tiểu cứ bảo là thôi anh Lập đừng nói về công giáo của anh. Thế quý vị không có đọc về quyền tự do tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam nói à? Những người có tôn giáo phải tôn trọng những người có tôn giáo khác, phải tôn trọng những người vô thần và ngược lại những người vô thần và những tôn giáo khác phải tôn trọng những người có tôn giáo. Quý vị đọc kỹ này. Nhà thờ là một nơi hoàn thiện để chữa những người không hoàn thiện. Chúng tôi là những người tội lỗi. Chúng tôi phải đến nhà thờ để xưng tội, ăn năn, để được nghe giảng, để sửa lại cái tính xấu của mình. Tôi phải đến nhà thờ là những vị thánh đâu. Mà Chúa đến đây không cứu những bà sơ, ông cha, mà cứu những thằng bê bối như tôi này. Và Đảng Cộng sản dạy những người mà
như tôi này, mẹ ăn chơi đến mức độ mà Việt Cộng nó vô rồi mà không hay còn không chạy đi nữa, quá ngu Nguyễn Ngọc Lập ơi. Thì Đảng Cộng sản dạy những người bán nước như tôi nè, chứ quý vị yêu nước vào chương trình nghe nghe làm gì, lo mà yêu nước đi, lo mà củng cố cái đảng mà cầm quyền của mình ấy. Bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ngu và không biết à, quý vị phải lo dạy đảng. Một đêm tới sáng nha, tại Indonesia và Malaysia đó, quân nổi dậy của Hồi giáo nó giết 2 triệu đảng viên Cộng sản Indonesia và Malaysia. Vì thế ở đó nó đảo nhiều vậy không? Tức là giết hết. Cộng thêm 2 triệu những người ủng hộ Cộng sản tại Malaysia và Indonesia. Tại Chile nhé, tức là Chí Lợi, Chile đó. Một đêm tới sáng nó giết 1 triệu đảng viên Cộng sản, và ngày hôm sau nó giết thêm 1 triệu đảng, những người thân Cộng sản. Đảng Cộng sản không biết à? Sao lại không biết? Như vậy quý vị đừng lo Đảng Cộng sản không biết diệt hối lộ. Hối lộ với ngoại xâm giống như nhau à? Hai cái nạn nó nguy hiểm như nhau à? Và nếu mà họ không diệt được tham nhũng thì họ sẽ chết như bất cứ một chế độ nào đấy. Mà trong binh thư Tôn Tử có dạy một điều rất là đơn giản nhé, là không có một đế chế nào khi mà đã bị diệt rồi mà quay ngược trở lại được. Thì Việt Nam Cộng Hòa cũng thế thôi. Quý vị thấy đế quốc La Mã đó, diệt xong rồi còn có đứng lên được không? Thực dân Pháp khi bị đá ra khỏi Việt Nam có bao giờ quay trở lại Việt Nam không? Như vậy Việt Nam Cộng Hòa hay Việt Nam Cộng Trừ trong tương lai thì cũng giống như thế thôi. Binh thư Tôn Tử mà. Có nhiều người phê bình, ôi ông Lập ông kể chuyện đi chuyện lại. Có vị vua kia ăn chơi đàng điếm, đêm cởi trần ra cho muỗi nó cắn và lạnh để ngồi đọc binh thư. Chắc ông Lập ông đang phục quốc á. Thế Bảo Trâm có biết không? Quý vị lại đi dạy thằng Bảo Trâm này. Nó là tiến sĩ dạy về corona và giải phẫu các tử thi. Vì mỗi tử thi mà bị giết á, Thượng Đế để lại trong đó những cái mầm mống ghi lại tội phạm. Nó là ông nội của mày, nó là thầy của mày. Nó đang dạy đại học công an cao cấp á. Luồn vào Việt Nam, bám sâu, trèo cao, vung ra, tỏa xuống. Việt Cộng đó là thầy của mày, sao mày xâm nhập được? Nguyễn Ngọc Lập à? Thiếu tướng Phạm Chuyên nói nhé, anh Lập. Trong bữa ăn tiệc, ông nói trân trọng mà mọi người im nghe ông nói. Anh Lập về đây chơi, cứ chơi nhé. Thăm bà ngoại, ông nội gì? Anh em họ hàng chơi hết thì bạn bè chơi. Nhưng Trung ương Đảng và cái thằng công an khu vực và cái thằng tổ dân phố, thằng tổ dân phòng, chúng tôi được huấn luyện không tin này. Thế Việt Cộng nó ngu à? Thế ông Phạm Chuyên ông đi từ một người công an bình thường mà lên tới chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mà trưởng công an của thành phố. Rồi ông Đại tướng Tô Lâm, ông ấy đậu thủ khoa khóa 6 C500 tổ chức Cộng sản. Ông dở sao ông lên tới đó được? Cứ vì cứ lo dạy cái thằng thắng trận. Tôi muốn quý vị chửi tôi để tôi nhớ mày là thằng thua trận. Tôn thất học, tôn thất nghiệp. Không, mày không còn cái gì nữa. Thì mày nhớ
cái nhục mà mày chơi gái và ngày hôm nay mày phải lo ăn chắc mặc bền chứ đừng ăn ngon mặc đẹp. Cho nên tôi tự sĩ vả tôi trong các cái clip này. Sao quý vị thấp IQ thế? Napoleon nói nhiều lần nhé, chỉ có những người cực kỳ thông minh mới nên tham gia, và trong căn phòng salon chính trị này chỉ chứa những người cực kỳ thông minh. Ngu thì outside no talk, sortie the la, ra gốc me ngoài chơi. Get out here, man. Nghe Nguyễn Ngọc Lập nói dài dòng sao vô đi nghe hoài vậy? Mà nghe đến mức độ 48 triệu người nghe trên VTV4. Gala ngày về, tiếng gọi quê hương. Bây giờ YouTube gần 10 triệu người coi rồi. Chắc nó có tí giá trị nào đấy chứ, phải không? Đây, hệ thống xã hội của Mỹ đây. Từ 1 tới 5 tuổi được miễn sữa. Sữa bột, phô mai, đậu bò là thoải mái. Đấy. Quang Minh Hồng Đào á, khi đẻ qua Mỹ, đẻ trùng ngày với con của tôi năm 1996 cũng ngồi xếp hàng mua sữa. Trước đại học Rancho Santiago Santana, bấm vào Google nó ra liền mà. Quang Minh Hồng Đào đang ở Việt Nam, hỏi có đúng không? Hỏi bất cứ người đàn ông, người đàn bà nào có vợ, có con bên Mỹ mà income thấp. 70% người dân Mỹ không có tiền để trả tiền nhà. 70%. 300 triệu. Nhân ra. Chia ra. Chưa học trung học, đại học vào đây nghe Nguyễn Ngọc Lập làm gì? Trần Văn Dốt, cút! Từ 5 tới 17 tuổi thì phải cưỡng bức học là high school, là GED. Từ 17 tới 19 vẫn cho học phí, học 2 năm, giống Đỗ Dũng đó, làm nhà báo. Còn 17 tới 21 đó, thì có bằng cử nhân. Còn từ 17 tới 17 năm sau đó thì trở thành bác sĩ chuyên môn. Học về mắt mà làm kiếng 8 năm. Mà mổ mắt đó 17 năm. Học đi. Học về bao tử, tiểu đường 17 năm. Là 34 tuổi mới ra bác sĩ. Thì 1 năm phải làm trong bệnh viện. Sau đến năm 36 tuổi thì mở phòng mạch. Và sau 30 năm thì mua nhà và trả nợ tiền học. 66 tuổi nghỉ hưu đúng không? Vì anh 65 tuổi cộng với 6 tháng nó cho anh nghỉ hưu. Tôi bảo với thằng em tôi thế này nè. Nó mới qua Mỹ nó viết thơ cho tôi, nó xin 10.000 đô la. Lạy Chúa, nhân danh cha và con và thánh thần, amen. Từ ngày con qua Mỹ đến giờ con chưa bao giờ thấy 1.000 đô la bao giờ. Con cũng chưa trông thấy giấy 100 đô la bao giờ. Con cũng chưa thấy giấy 50 đô la bao giờ. Thỉnh thoảng con có thấy 20 đô la. Lâu lâu vợ con nó sai con đi qua tiệm 99 cent mua cho nó bịch cà chua. Nó đưa con 5 đồng. Có. Mẹ lụm lon chết mẹ luôn. Tôi dặn nó đến năm 2000 á. Tao sẽ nói chuyện với mày. Tôi qua Mỹ năm 93, năm 2000 là 7 năm. Tôi dự trù á, trong 7 năm nó thế nào mình cũng làm được. Bây giờ đến 30 năm rồi. Cái mốc mà mua nhà là 30 năm. Tôi mới đến đây 7 tới tháng 11 năm 93. 30 năm mới trả xong nhà nếu mà bạn đậu xong bằng BS. Tôi qua Mỹ tôi có bằng gì đâu. Chỉ bằng lòng với cái phiếu food stamp nó cho thôi. Tôi tính sai. Cho nên đến năm 2000, tôi trốn luôn, tôi câm luôn.
Có phải con tôi đứa lớn nó sinh năm 1990, 1988 không? Đến Mỹ nó 4 tuổi đúng không? Thì 12 năm sau nó bao nhiêu tuổi? Và nó 17 năm sau nó bao nhiêu tuổi? Như vậy đến ngày mà nó lập gia đình á, và nó có vợ, có con, nó có bằng BS, nó có bằng đại học mà giỏi nhất nước Mỹ nhá, thì cũng phải 30 năm chứ. Sợi sên xe đạp sao gắn mà sợi xe sên của xe hạt đây đa bi dân 500 phân 522 ngàn 500 phân khối được. Dù cái này cũng phải theo cái này. Nó bảo với lại những người mà tôi nhờ cháu Bảo Trâm tới dặn nó đi thắp nhang cho bố mẹ, nó bảo tao đạp xích lô tao còn không đủ no, lấy giờ đâu đi thắp nhang bố mẹ. Đúng, phú quý mới sinh ra lẽ nghĩa, nó nói đúng thì mình phải nghe, còn mình nói cái này nó không nghe, không nghe được. Nó bảo Việt kiều qua Mỹ là phải có tiền đi ăn cướp. Đàn bà nó qua Mỹ 17 tuổi hay 18 tuổi nó đi làm đĩ được. Anh lạy tất cả các em một nón qua qua video. Anh làm đàn ông, anh không làm đĩ được các em. Anh phải đi lụm lon. Thưa quý vị, đến Mỹ nhé, nó trợ cấp rồi. Đến đồ rái tay mà mỗi tháng nó cho 70 đồng. Nó cho cả máy đấm bóp. Nó cho cả kem đánh răng mà bằng điện. Kem đánh răng. Bàn chải đủ loại các thứ. Nhiều lắm. Dao cạo râu cạo lưỡi. Cạo râu cạo lưỡi nó cho luôn. Cạo lưỡi. Tháng nào nó cũng cho. Nhưng phải sống trong kỷ luật. Hai vợ chồng mà cãi nhau á, hàng xóm nó gọi là mất housing. Cái nhà này 3.500 đô la đó quý vị, nằm cách biển có mấy cây số, mát lắm. Chúng mày ngu quá, giảng mãi mà không hiểu. Sống trong luật pháp thì luật pháp nó sẽ bảo vệ mày. Mày hoang đàng như Ngô Kỷ thì chỉ có chống cộng thôi. Thưa quý vị, nếu mà tôi không phải là người tử tế thì trong này á, ông tổng cục hai an ninh chính trị có cho số phone không? Anh Cường này, phó tổng lãnh sự này, số phone là 415-309-7238. Cách đây 15 năm ông làm phó tổng lãnh sự. Ông là con của tổng cục trưởng tổng cục 2, giờ mới thông báo. Tại vì ông về Việt Nam lâu lắm rồi. Nguyễn Ngọc Lập mà cho tin tức là quý vị không có lẽ làm gì được hết. Đúng không? Rồi con gái của Thứ trưởng Thanh Sơn có trong này hết. Tại sao người ta tin mình? Tôi xin kể cho quý vị, cái hấp dẫn của Nguyễn Ngọc Lập đó là chuyện lan man ngoài đời. Tôi đến nhà Thứ trưởng Thanh Sơn. Tôi đi một vòng. Nếu mà Thứ trưởng Thanh Sơn bảo là anh Lập, bây giờ tôi cho anh chọn một món trong nhà này.
Tôi chọn bức hình mà ông Sihanouk đang ngồi dưới ghế nhé, ngồi dưới giường á, của ông Hồ Chí Minh, nghe ông Hồ Chí Minh nói. Nè, bức hình đó là vô giá nè. Đang đi vòng vòng mới đi vô trong mới thấy một tượng Phật lớn lắm, cái phòng riêng. Tôi nhìn lén qua cửa sổ bên kia, thấy nhà của đồng chí Tố Hữu. Tôi bảo chết mẹ. Mình đi bán cà rem mà gặp một ông thứ trưởng đậu tiến sĩ kinh tế tại Thụy Sĩ. Khoan, chờ, chờ, vì nó lan man. Xin quý vị cút họ, vì quý vị sắp tới phần hấp dẫn, cút họ đi. Kỹ sư Lê Vũ bảo anh Lập ơi, tụi mình lầm thứ trưởng Nguyễn Thành Sơn. Không phải ông chỉ có bằng tiến sĩ kinh tế học ở bên Thụy Sĩ đâu. Không phải ông chỉ là đại sứ Việt Nam tại Nga đâu. Ông có bằng MBA tại Canada. Trời ơi, chết mẹ. Mẹ, Đảng Cộng sản nó hay quá, nó độc quá. Nó cho một thằng thiếu úy thất trận bán cà rem, bán bánh cam. Biết mẹ gì kinh tế, bây giờ nó nói về gặp một tổ sư Bồ Đề về kinh tế. Giả dạng thành một thằng bình thường thất học ra tiếp một thằng thất trận. Sợ nhất là thằng có học mà nó giả ngu. Mình theo đạo Công giáo, ngồi trầm ngâm, bây giờ đi vào nhà một thứ trưởng ngồi thiền mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ để tịnh tâm lại. Và nếu có ai hỏi tôi đề tài gì khó nhất trên thế giới này, tôi xin trả lời Thượng Đế là thần học khó nhất, không thể hiểu được. Đề tài thứ hai, nếu hỏi người ta hỏi tôi cái gì khó nhất, mình phải biết mình là ai. Vì Aristotle nói đỉnh cao nhất của trí tuệ là mình phải biết mình là ai. Tôi biết tôi là thằng thua trận. Biết rất rõ ở cô nhi viện. Và đề tài thứ ba, cái nào mà khó nhất? Chính trị. Vì trong chính trị có địa lý chính trị học, có nhân chủng chính trị học, anthropology, religion chính trị học, có tôn giáo chính trị học. Mẹ, đến cái mảnh đất mình ở cũng là địa lý chính trị học, geopolitics. Còn kinh tế chính trị học đó là soạn. Hôm nay tôi nói về những điểm dễ hiểu nhất đúng không? Nguyễn Ngọc Lập ở Mỹ đó, có chảnh không? Có chứ. Nó dọn nhà nó đi rồi đó. Con chó của tôi nhé, mà nó tôi tắm rửa nó đàng hoàng, nó lên giường tôi phải xịt nó. Con chó nó phải xịt trong dầu thơm. Nó dọn nhà đi, nó bỏ ra để xịt. Chanel file chưa có, nhưng mà cái này thơm lắm. Vào cầu tiêu cũng xịt luôn. Một tháng nó phát cho mười mấy thùng để xịt cầu tiêu cho thơm. Free. Nhưng mà vẫn nhớ không được ăn ngon mặc đẹp. Phải nhớ ăn no mặc ấm như đảng dạy. Bần cùng không sinh ra đạo tặc, phú quý không sinh ra lễ nghĩa. Tôi tính sai, tôi nói tôi sai. Mình đâu có biết 30 năm thì mới xong nhà với lại trả tiền nợ học đâu. Ở Mỹ đâu biết. Nên mới lên đài TV của Vũ Hoàng Lân, tôi sẽ giống như Nguyễn An Ninh, nhà cách mạng, dạy cho Nguyễn An Vĩnh và bắt ra Lăng ông Bà Chiểu là thề hứa học xong thì phải về nước phục vụ. Mẹ hồi xưa đâu có đọc được cái này đâu. Bố láo Nguyễn Ngọc Lập,
đại bố đạo. Rốt toàn là làm chuyện lớn luôn. Bây giờ con tôi đó, năm nay nó 35 tuổi đúng không? Sinh 1988 giờ 2023 là 35 tuổi. Quý vị chờ đi. 20 năm nữa nó sẽ xả xong cái nhà nó đang mua. Nếu nó không bị thất nghiệp nhá. Còn thất nghiệp là chuyện khác nữa nè. 51 tuổi nó mới về Việt Nam lấy vợ. Còn thằng này nó sinh 1996 đó. 2060 đó, may ra nó mới trả xong tiền học phí của trường đại học mắc tiền nhất thế giới, mắc tiền nhất nước Mỹ, 500 ngàn đô la. Cái này sao nói dối trên Google được? Trên Việt Nam Express có nói mà. Như vậy tôi làm sao nghĩ tới chuyện có đích tôn nói dối. Ngày người ta là tôn thất đính, tôn thất soạn thì còn mong mà có con nối dõi trong trường, mẹ thất trận mong con thất, mong nối dõi tông đường làm gì. 100 đứa con gái không bằng hòn giái đứa con trai là chặt rồi. Mẹ Dương Thu Hương nó mà đi qua bên Tây, có thằng Tây ok nó liền à. Còn mẹ nấm qua đây lỡ mà nó không có tiền nhà đó. Tiếng lóng của Mỹ nó gọi là blow job. Trả từ điển đi. Thổi kèn tay. Thổi kèn tay. Tra từ điển, tự tra từ điển. Đương nhiên là nó có ưu thế hơn đàn ông chứ. Quý vị chả hiểu. Nên khi tôi nói cái triết học, quý vị bảo thằng này nó nói dài. Đây là cô pharmacist Hồng nha. Và người chồng nó là cũng là dược sĩ mà giỏi nhất ở Bình Dương nha. Một đại gia ở Bình Dương là cô pharmacy Hồng, lớn ra đậu pharmacist tại Việt Nam, lấy ông pharmacist Hầu Huỳnh giỏi, con nhà nghèo mà học giỏi nhất Bình Dương, qua Mỹ. Cô Hồng không đậu được. Còn ông học trò ngày xưa mà đại gia giàu nhất của thủ dòng một Bình Dương, bạn tôi chết rồi. Nó thi cái bốt nó đậu lên. Thì cái bà pharmacy Hồng này phải làm assistant ở trong phòng cho vợ, cho chồng. Sợ mất chồng. Bà nói thế này. Thằng đàn ông nào mà kiếp trước hay đánh vợ gia trưởng, uống rượu xong nhổ, ói ra giường, thì kiếp này ông trời, ông Phật đó, bắt qua Mỹ đầu thai trên nước Mỹ để chịu nhục như Nguyễn Ngọc Lập. Thằng em ruột của tôi là Nguyễn Thọ Hà ở bên Việt Nam, nó nói đúng, ông Lập sợ vợ lắm. Sợ vợ khỏi bị ra tòa, thương con già dại cửa nhà ấm êm. Em Nguyễn Thọ Hà ơi, em là sư đoàn 9 bộ binh, em thi rớt tú tài em mới phải đi binh nhì. Em không sợ vợ là đúng vì em có ai lấy em đâu mà em sợ. Còn anh lấy vợ qua Mỹ anh khổ lắm em ơi. Anh nói thật thì em không tin. Có ai không thương em mình. Nhưng không có tiền lấy gì mà thương. Cái này không bán được. Nó phát không được bán được. Từ bất cứ một cái gì nó cho mày, mày mà bán nó bỏ tù mày.
Luật pháp nước Mỹ là rừng luật, chứ không phải luật rừng nha mấy em. The law of the jungle, tức là luật của rừng. Nhưng mà the jungle of the law, rừng rừng luật. Không có ai thoát cái luật mà 30 năm mà mua nhà được. Mày tiến sĩ cũng vậy. Mà mày thạc sĩ cũng vậy thôi. Mày là tổng thống cũng mua nhà này. Mà mày trả trước 15 năm là nó phạt mày. Vì tao cho mày vay thì tao lấy lời. Bây giờ mày trả sớm, tao lấy tiền về tao cho ai vay. Tao cột mày trong sợi dây xích nô lệ. Hiểu chưa? Mày trả sớm tao phạt mày. Penalty. Học tài trắng đi em. Cho nên vào tù Nguyễn Ngọc Lập. Và ở Mỹ Nguyễn Ngọc Lập làm giống nhau. Mỗi một ngày khi xé một tờ lịch, viết một chữ tiếng Anh vào đây để đọc. Một năm 365 ngày, nếu mà học 10 chữ thì một năm có 3.650 chữ. Không thể nào làm khác hơn, đúng không? Học nó sẽ quên đi. Học ngày 10 chữ thì 3.650 chữ, quên 650 chữ thì còn 3.000. Trước khi có cái này để xịt cho con chó Sony của con tôi thì phải có housing, phải an cư lập nghiệp. Tụi mày dọn nhà đi mà mày dục đi là tao lấy cái này tao xịt vào người. Thơm lắm. Trước khi mà nó phát cho mày những cái gì để mà mày được hưởng như thế này. Đánh răng mà để vô cái máy nó chạy. Mày phải hiểu luật. Muốn hiểu luật phải học tiếng Anh. 500.000 người chờ đợi năm 1993 để được housing, tức là trợ cấp về nhà cửa. Tôi đi vô đó hên quá, tôi gặp một thằng nhỏ quốc gia nghĩa tử. Bố nó đi thiết giáp bị chết. Năm 1970 nó đến Mỹ, nó làm cho chính phủ và nó làm trong cái hội đồng xét duyệt những người hồ sơ vào đó. Nó đưa cho tôi nguyên một cái cuốn sách nội quy của những người muốn apply đơn trợ cấp xã hội. Tôi về đọc đêm tới sáng mai, nó có một kẽ hở bé xíu. Ai đang học năm thứ hai A degree, tức là sau 2 năm trung học rồi, mà muốn đậu bằng bằng cử nhân, nộp đơn chính phủ nó cho đi vào học, nó cho ngay vào trợ cấp xã hội. Để cho mày có bằng cử nhân, nhưng mà sau khi bằng cử nhân mày phải bỏ cái đó để đi làm. Mừng quá. Về lấy hết bằng của vợ ra. Bằng kỹ sư, bằng tiến sĩ, đang làm giảng sư đại học, lấy hết bằng tiếng Việt Nam. Mẹ không cần dịch tiếng Anh đi vô đó vì cơ quan nào bên Mỹ. Từ đáy xã hội Mỹ là lên tới tổng thống cũng đều có người Việt Nam phiên dịch, về nó dịch ra. Nó thấy ồ, cô này là tiến sĩ, kỹ sư đang làm giảng sư mà bây giờ đang học ESL, tức là chập chững nói tiếng Anh. I am a worker, tôi là công nhân. I am a new student. Nó dịch nguyên cái bản đó ra, tất cả hồ sơ đã từng làm giảng sư đại học tại Việt Nam. Bây giờ bên Mỹ từ năm 1993 giờ học vỡ lòng. Nộp vô, một tuần lễ nó kêu cho ở housing tới bây giờ. Mẹ thi đậu thì khó chứ thi rớt dễ chết mẹ. Mỗi năm đẻ, 10 năm sau đẻ ăn đứa.
Nó nuôi tới 17 năm nữa là 34 năm. Cái hôm mà tao sắp thi bằng cử nhân đó, tao đi đẻ. Hiểu chưa? Mẹ, thi đậu mới khó chứ. Thi đậu, tổ mẹ mày cũng không đậu được. Nếu mà ai cũng đậu được vào đây thì ai là thằng em tôi nó nói đúng đúng. Mày nó mày mày nghĩ ai cũng làm quan như mày thì ai làm lính? Nhưng mà làm sao mà lọt vô đây được thì nó mới có 500.000 đô la. Ra trường có việc làm liền. Dốt. Dốt mà lười thì ngàn năm mây bay em ơi, chết đời cô lù rồi. Nếu vào tù mà Nguyễn Ngọc Lập không học mỗi ngày, viết vào cán cuốc, cán mỗi ngày một chữ tiếng Anh á, thì giờ này chết rồi. Sách này từ điển là nó dục đầy ngoài chợ trời. Mỗi ngày xé một tờ học. Mỗi ngày xé một tờ học. Học 30 năm học triền miên khói lửa luôn. Nó dục ngoài chợ trời mà. Nó dọn nhà nó dục. Mẹ cứ thế là học luôn. Nói tới đây, tôi xin nói thật với quý vị. Mục đích thật của tôi khi lên TV này đưa hình vợ con tôi lên để làm gì? Tôi nói quý vị sẽ giật mình. Khi tôi đi tù về tôi còn nguyên hình ảnh. Tại vì mỗi một lần đó, tôi chụp một tấm hình tôi đem bạn bè tôi gửi hết. Đi tù về còn nguyên hình. Bây giờ tất cả hình ảnh của vợ con tôi đưa lên TV hết. Vừa rồi cháy tại Lahaina ở bên thiên đàng hạ giới Hawaii đúng không? Cháy sạch. Giả sử cái tai họa nó xảy ra thì tất cả những hình ảnh này còn hết. Người thông minh phải nhìn thấy xa. Năm 2023, thế giới ngoài Ukraine và Nga đánh nhau thì động đất, thiên tai, núi lửa, sạt đất đầy dậy. Nhiều người khóc là tại vì không nhìn thấy xưa. Nên La Fontaine có viết trong bài, trong truyện ngụ ngôn La Cigale, con kiến và con ve cái vẻ sầu. Thằng em ruột của tôi đó, nó giống như con ve sầu vào mùa hè, nó ca hát tí tí te, 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 te. Đến mùa đông đó, nó gửi thơ qua Mỹ, nó xin Nguyễn Ngọc Lập cho nó tiền. Chuyện của La Fontaine là La Cigale ngày xưa, còn ngày hôm nay ấy, trên cái này thì Trần Huỳnh Duy Thức nè, Điếu Cày nè, rồi các mở sắp sửa đến Mỹ đó, không chịu nghe cái bài độc thoại con ve sầu này của Nguyễn Ngọc Lập thì quý vị phải trả giá gấp đôi. Kính cảm ơn.